Ngoài ra còn có thêm có quan hệ thêm có
hormone để làm tiết ra, nó sẽ kích thích tủy xương để tạo ra nhu cầu. Nếu mà thiếu cái hormone này thì những cái tủy xương nó đặc biệt nếu mà những cái u thì nó sẽ tạo ra nhu cầu. Ngoài ra còn những cái khác mà cái người ta tham gia cùng hoàn cái khác mà gì thì mấy cái khác có phần nhiều lắm. Và khi mà những cái khác phần như vậy thì sẽ được là xét nghiệm cơ bản không thể nào chỉ là một phần của các xét nghiệm đánh giá cơ bản thôi. Ví dụ là đánh giá nồng độ protein, nhưng mà mình hiểu là xét nghiệm cơ bản không thể nào là xét nghiệm đi còn cả hết tất cả những thành phẩm. Chứ bạn thấy cái điều quan trọng hơn tức là em có thể là ví dụ em có thể là thành phẩm thì nó có thể là đường nào lớn thì sẽ có thể là thành phẩm chi nhỏ hay là gì nhá. Cái chi nhỏ là gì? Để tăng cái số lượng thành phẩm gì đấy, tăng bao nhiêu cái số lượng gì đấy cũng hàng tập thôi. Sau đó cái phần máu thì nó là cái em mà sẽ được tăng. Khi mà lượng máu đấy phần thì giảm thì nó có cái bộ cơ quan gọi là bộ phận sẽ hoàn cầu cái mọi người tiết ra là đi để đi sẽ biến đổi cái siêu canxi gen để siêu canxi một cho nó thành siêu canxi hai và sẽ có các phần to như là gì khác. Em sẽ lấy trong trường hợp mình á, mình đứng lên ngồi xuống thì các cái viên thay đổi kinh tế cái tưới máu thận cái gì thay đổi nhưng mà do cái hệ tự nhiên hay do ta sẽ đốt sơ đô thì mình sẽ giữ là sao mình cảm được thứ năng phẩm cái lòng con đầu trong việc mình dùng cái hệ bơm nước và tạo ra cái hệ tự nhiên lên thì cái bơm nước là độ hai nó thay đổi mình có hệ thống là điều hòa tự nhiên để tiến sang cho cả một nước ở tầng một và tầng hai vẫn dùng bơm nước chảy cho tầng hai rồi. Nói cái chuyên môn của chức năng thì cái hiểu chức năng của thận để cái hiểu cái đánh giá xét nghiệm mình phải hiểu cái gì bình thường đó, mình phải hiểu cái gì bình thường nó khó, mình phải hiểu bình thường á một ngày á thận đi máu đấy thận nó có tác dụng nó lọc và phải dẫn bẻ mình phải lọc qua nó lọc thì có phải đi bị chất dẫn bẻ đi nó sẽ được lọc qua cái lọc nên là những cái đây có những cái lỗ những cái nằm gần và cạnh bẻ gần hải mình sẽ lọc cái lỗ mình cái nằm cần thiết mình sẽ giữ lại nhưng mà một số thứ cần thiết á các bạn cũng bị lọc ra. Ví dụ như cái này có những cái lỗ, nhưng cái lỗ đó nó cho được glucô, hạt amino acid, một số hạt protein đi qua. Vậy thì cái này sẽ thấy là một ngày cái thận nó sẽ lọc được khoảng nó tạo 180 lít, 180 lít thì như có một số ý đó thì có thể là đến có những cái lỗ như tự nhiên lỗ nước ví dụ hoặc thì là cái hoa mặt bầu đi khi mà mình thì nó được lót vào những cái bàn nhẹ 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 là cái phần bụng này và giả sử cái đối tượng là bên ngoài cái phần này để một cái lưới thì phải bồn như này bên trên nó phải bồn thêm để một cái cáo như này thì cái màng lọc có ba lớp bây giờ bơm nước cái phần này tự nhiên là các cái ke giữa các cái tấm trần nó nở giống như giữa các cái phần này nó có cái nhau mà nó có những cái khoảng nối mà để cái gì ke hở nước như này sẽ đầy lên đến đàn qua lớp lớp là một bụng đại và cái lớp phải một bụng đại và lớp thứ hai thì cái đường dịch có một ngày là có những tổng thận hay là một tấm vải đại cái sợi khi mà nó đầy ra như vậy thì phải có những chất cần thiết trong đó có amino acid để nó hòa đường nhưng mà cái tác khô chứ cái nguyên liệu tăng tác của chất thì không sinh ra với nhau như vậy tăng tác của chất phải được cái khô sao để cuối cùng thì còn một cái năm chất thiết yếu thôi thì trong quá trình tái khô đó tải tô đường và năng lượng và chúng cô quan trọng nhất để sử dụng rồi amino acid phải được tái tô những cái bé mà tự nhiên tự lý mà họ cần không tái tô trước lúc này amino acid quan trọng để sự phát triển của đường trước lúc này còn tái tô sẽ bị trở lại sẽ bị tạo phát triển vấn đề là tầm năng lượng số về số đường kém sinh cũng nó có vấn đề đồng chặt của tái tô như vậy thì tái tô sẽ ra chủ yếu ở rồi nha thì có thì một cái các cô rồi cái con cô một cái các cô ăn mà sẽ một cái cô khi xuống đến quay xe thì nước sẽ tắt cô tầm tắt của nước tắt cô nhiều hơn rồi khi mà lên mất có một xe cái nơi thải đường vẫn có tắt cô nhưng mà thải đường em ơi sử dụng bốn cái nào sử dụng bốn
thì những thuốc mà có hai đường kẻ sử dụng là nghe thì hãy đường cố đó là ok, cái đường cố thứ hai là sợ hãy đường ngoài da hết hết trong thành ra nghe là lên hai con chính đến hai đường tìm hãy đường cố thì cái tiếp tập một số tiếp tập khác cũng chẳng đều là ở ống bệnh xe và số lượng không có người ta cũng thấy không được không có ví dụ như em nào bữa nào bia hay giờ tiếng nam cũng bia nữ cũng bia một cái không nên bữa nào bia thì nó có dạng tiếng cái hóc môn mà hóc môn cho nên nét cái gì cái càng cái gì nó tiếng cái hóc môn cho nên nét anh em sẽ có không có người ta cũng được nhà bữa nào bia thì dạng phải nên nét đi đi tiện gì không mà uống nhiều không đi tiện rồi đi xe to té ở ngoài vậy em sẽ thấy là cái này là cái này bây giờ vậy nếu mà hóc môn hóc môn này thấy nó tiết ra đó là có tiền mua đàn tại người để không tiết ra hóc môn không tiết ra hóc môn này thấy do cái gì bộ phận của anh bữa là thì nhờ một cái tử nước đi trong cái này hoặc là bệnh nhân bị tiết ra thì thấy cái thận do cái cờ cái receptor nó cũng phải nó không ra đối với là này tiết ra tiết ra một tầm tiết ra cái nó cái ADH nó tới mình có cái cụ thể mình cụ thể không gắn với ADH là không đáp ứng được ADH tính của sát của nước là một ngày để chỉ điểm hai nước ba nước năm nước thêm một ngày chỉ điểm mười đến hai nước các điểm không phù hợp em nên hiểu như vậy để thấy một trong để tìm nước nó cũng có hấp thu lắm. Cái hình này chỉ đơn giản là lại cái em chỉ nói cái cơ cái phần lớn cái phần lớn thì những nhỏ sẽ nói là những phần thi rồi thì nó sẽ quán ra cái nước thì như này thì nó có một bàn tay uống cái hướng nước hoặc là này hôm nay ta hôm nay sẽ hướng cái trình đó và sau đó nó sẽ được vận chuyển qua các cái phần ống thì nó sẽ như này. Cái phần nó tạo chức năng chính của nó là đào thải các chất độc bằng cách tiểu nhớ tiểu là những cái này được đó bằng cách thứ nhất là nó hay vô cảm lực em cứ như cái hành động trên tiền nó ba lớp như này bây giờ trong này thì có một cảm lực nước cái chảy thì có một cảm lực thì ví dụ và các cái chất cũng sẽ được thấy để ra ngoài bây giờ mình uống gì 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 thì có được tăng cảm lực của phòng có cách cái lỗ cái lỗ nó cố định rồi cái lỗ cái lỗ cái lỗ cố định rồi em muốn tập những chất độc ra thì phải tăng cái áp lực tăng tăng cao độ đẩy ra thì em sẽ thấy là cái vấn đề là cái độc vấn đề là cái độc cái nguyên nhân nó là cái áp lực cái độc của họ còn lại thành ra em sẽ thấy số trường hợp anh trong trường hợp trên suy thận rồi số đơn vị chức năng lưu rồi cái số đơn vị còn lại nó phải là một công việc bù nó là bù cái công việc số đơn vị chức năng lưu nó làm bù chỉ bằng cách thôi cô tăng các lượng tăng các lượng thì nhiều đẩy nhiều chất cản bã ra nhưng mà tăng các lượng thì hậu quả nó sẽ thương các bạn em đối tượng em có cái thứ mày mà bên đào các lượng thì người lớn bên này đẩy đẩy nhiều chất của bạn này đó lâu này cái này nó sẽ sờ sẽ căng như vậy để nói gì để đi sờ thì cũng bị bất hại rồi các bệnh siêu lọc vậy cái vấn đề chính là thì đây cũng đây là một mao hoàn toàn đây là hôm nay muốn loại những cái chất các bạn nhưng mà cách là nó tăng tăng cao hơn một phần phòng nó đương được ngắn đường nó sẽ thay đổi như thế rồi nhắc lại cái điều gì mà sẽ hiện lâu ở phòng tập tăng 8 giờ một ngày sau đó là tăng thu ở gần đường amino acid các cái số protein đi vào đi ở quanh đây là nước ở xa cần phải được thuốc phải được kali nhắc cầu ví dụ mình đi qua máu thận á mà để em nhớ nếu mà vào cơ thể nó không phải nhắc cầu thì nhắc cầu nó ứ lên cơ thể máu thì đi qua đó là một cái điểm của bạn máu tái thu đáy thu bị cầm nát khi một con nát thì chết kỳ đúng không nếu mà thường cần không tái thu bị cầm nát thì là cái cầu nát nó chịu kìm tái khô chịu kìm người ta bị giảm lại quan trọng cái phòng tái của cầu nát thì cơ thể sẽ bị coi như là cơ thể mình nó khó lắm pH nó do động của cái máy là nghe sẽ bị mỏi cảm giác của tâm xúc tác enzyme và enzyme pH thay đổi cái là cái thành phần enzyme đổi lại thành ra cơ thể cái điều gì sao
chiều thì em có quay cái nổ hảo đi ngoài thứ ra là cái chủ đề à cái từ phải từ không phải từ không phải từ khác đó thì mình cũng coi mà không phải từ bố không phải từ kali ăn kali máy không xin mời không phải từ phải từ đây không phải từ kali ăn kali máy cũng không không rồi xét nghiệm lần này nhất chúng ta làm xét nghiệm máu nước tiểu và trong xét nghiệm thần học thứ ba xét nghiệm siêu âm mụn xét dán hình dáng kích thước. À, nhưng mà ví dụ như mình chụp hình em này vô đẹp trai cao to nhưng mà đâu biết bên trong thành hay thành cái này sao ra là cái hình đồng kỳ cũng không có cái tính giá chức năng thì nó như vậy là siêu âm một cái rồi. Thứ hai là cái xét nghiệm chức năng, cái chức năng á mình biết là cái gì thường có trong tiểu, cái gì không bình thường không có trong tiểu, mà cái xét nghiệm bình thường cái chất nó không có trong tiểu bây giờ nó có thì nó kiểu đúng không rồi. Thì lấy nước tiểu làm sao cho tốt, lấy nước nào cũng được, còn tại vì cái nước tiểu có tiếng là sáng buổi sáng thì mình có cái khoảng thời gian đó là 6 tới 2 tiếng của một đêm là nước tiểu cô đặc, hay xét nghiệm cái gì cô đặc thì dễ phát hiện được đúng không? Như vậy là cái xét nghiệm mà lấy nước tiểu thì buổi sáng lấy sao cái dưỡng dòng tức là cho nước tiểu bỏ đầu thì cũng như vậy bỏ cuối nào tức là tiểu cái bây giờ nước tiểu nè từ cái lấy nước tiểu tiểu là một chút đưa lọ vô hứng xong rồi lấy ra thân đại là lấy nước tiểu dưới dòng rồi một số cái lấy nước tiểu thì người ta phải dùng kim để cọc giò trên sữa bù có lắm đó thì đó là một tấn đó một số trường hợp là không thế nào mà tiểu không tác như thế này bây giờ mua về đầu tiên lúc nào đi tiểu đâu không đang nhớ một đặt túi thì được tự nhớ thì mua về biết lúc nào đi tiểu là không tiểu. Rồi xét nghiệm nước tiểu thì bây giờ chúng ta đây này mình quen nước tiểu của một số trên cái que đó chúng ta có gắn 10 chất chỉ định 10 cái quay cái giấy để tự cái cảm ứng là nó có chất chỉ định đâu nào ví dụ kết đổi màu sao không quan tâm biết là ví dụ sản phẩm là nhiều thì nó sẽ là cái màu hơn sẽ có kết hai bạch chứ hơn hai bạch xanh hơn 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 thêm tương tự cái một cái que đó mình gắn 10 cái đó thì nó sẽ đo được là một là có bạn đầu hay không, thứ hai là vị trí tinh tế không tính, pH như thế nào, có đạt như con, có má như con, tỷ trọng thì như thế nào, cái đô như thế nào, đường sao như sao không. Khi như một cái xét nghiệm đơn giản trong một hai phút sau mình có thể bằng xoáy không hai mặt không sao có hai mặt nước tiểu cũng được có màu vàng không từ khi nào đó có một số thường như em muốn C2 có màu vàng. Em tưởng tượng là bữa nào mà đưa đi nước tiểu mà nó tụt giống như là sữa đó. Thảo tiết sữa. Thì thảo tiết sữa. Mà hoàn toàn chúng ta sẽ đưa màu vàng. Thì nhé. Nếu muốn cách làm thì mình cũng có màu xa xỉ như màu xa xỉ thì biết màu xa xỉ như màu xa xỉ đó là để nếu á mà mình lấy nước tiểu đầu tiên của buổi sáng đi tập nước tiểu nó cái là phải không được tại vì có phải cái tình yêu nước của đêm hay là nếu mình lấy nước tiểu đầu tiên của buổi sáng mà đi tập nước tiểu của một cái không ba cũng tốt được nha mà đi tập nước tiểu của một cái không ba cũng không ba không phải mà bất kể nước hay không nước lý gì nãy thì nói cái tháo nhàng nha cái tháo nhàng ví dụ như là không có tiếng ai đây hoặc là tiếng ai đây cái tuần lễ là một tuần rồi chỉ cần tóc có thể cho dùng hoặc là chỉ sinh hoạt nước tiểu thường là cái tiết axit kèm thì sao như một số cái chuyện ăn chay này có thể là tiết tiểu một số người chay nhưng mà điều quan trọng nếu mà thấy nước tiểu mình có tiết kiệm thì là phải coi chừng một cái yếu tố có chừng thôi chứ không phải là tình dục tiểu. Tại vì sao một số tình dục nó sẽ phân hủy cái ure tiểu nó thành hạt vàng, rồi
phải no cái tiêu thể cũng là tiêu thể acid. Ủa rồi vậy mà. Vậy là có bệnh tật. Em sẽ thấy là tại sao tiêu thể của mình để lâu tiêu thể nó không cay. Là mà em tiêu thể của em nhiều toilet có thể dùng. Thì cái toilet có thể sử dụng nó không bị ure và tiêu thể nó sẽ hạ vàng và cay. Là cái tiêu thể mới tiêu thể cay như vậy. Này để ví dụ tiêu thể của chúng ta đẹp không có được là có sinh cảnh khô cam đó cái buồn đó là một tình hành bài ha. Thế nên hành bài cái tên đó gọi là gì không? Thông nhất tên dễ rồi. Các em biết không? Thông nhất là gọi là tính tác quỷ tương đai của quỷ. Hồi xưa mới dùng thông nhất để dùng cho cái trường hợp là dùng tốt là cái gì đó thì cho quỷ cùng tác quỷ nhất B nhất E tặng lên đỏ bữa là buồn thổi tại vì do mang cái gì cho 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 cái gì có đạn nội tiểu không? Có. Có đạn nội tiểu. Bình thường có đạn nội tiểu được đạn tính đó, tại vì đạn nội tiểu có thể là do ống thận tiết ra, nó lọt vào phần thận thì ít, một số ít trong viên được lọt vào phần thận là đại cùng. Nhưng mà nó có cái phần đi do ống thận tiết ra đó là phần đi đạn số, rồi đạn một số còn bằng sắt, rồi một số phần đi có thể qua. Nhưng mà từ đấy đó, dễ dùng không phát hiện được số dưới. Đây dưới dũng dũng vô các bạn làm sinh. Rồi bây giờ nếu mà có đạn nội tiểu ngoài thì phải có những lây nhiễm biến không là nạn giới cái gì thì biết rồi. Cũng nhớ cái này cũng là ví dụ như các gì có đạn thì nó vỡ thôi. Nếu mà có đạn nội tiểu thì cái màng đổi thì cái màng nó là bài vòng vàng thì đây vòng vàng cũng đổi nó sẽ nó thay dần ha. Sẽ nó thay cũng sẽ nó thay dần. Thì các em nhớ là cái dây dũng này chất đạn có nhảy albumin. Nhảy albumin. Albumin là chất gì? Cái dây tập cái đứa ra, rồi các thứ sẽ là albumin. Không phải. Thành ra chất đạn cái quen thì là nhảy albumin. Có một số chất đạn khác có thể có sự tính tiểu mà dây dũng nó không có gì. Tôi lấy ví dụ đi đau quỷ. Đi đau quỷ mà dùng tiếng quỷ. Cái gọi là cái quỷ gọi là globulin. Immunoglobulin, chủ nhẹ. Thành ra khi mà là cái xét nghiệm thay vì mặt dĩ dung thì đưa cho cái tờ để là xét nghiệm phản ứng hóa học mấy cái máy dài hơn thì mình thấy là đạt điểm cái 3 gram trong 4 giờ là nhiều nhiều lắm mà dĩ dung không được. Tại vì sao chất đạn nó dĩ dung không phát hiện được. Thành ra cái câu hỏi thì chắc là nếu mà một bệnh nhân mà có kết quả đạt điểm 3 gram trong 4 giờ luôn luôn và kết quả cái quen dĩ dung không được thì em nghĩ lý do sau đây này là đầu tiên đó là cái hàm lượng protein nhẹ thì chúng ta phải nhớ thế nữa protein có từ albumin globulin đó rồi cái quay giống này nè nếu mà có dây chúng có dương tính rồi thì có cái xét nghiệm gọi là định lượng đạt trên 4 giờ nặng trên 4 giờ là chúng ta sẽ đưa cho mình được cái bệnh nó có kết quả quản cũng như cái tiểu đường hơn trên cái điểm điểm trong 21 tiếng nằm từ sáng thì sáng sáng hôm nay điểm tới ngày hôm sau sắp cái bệnh của cô đưa cho một xét nghiệm hoặc là họ không cầm cái bệnh này không được thì bố biết ngày đó thì họ sẽ lấy cái que ngoài lấy họ đây thôi thì người ta sẽ định lượng đạt từ 21 rồi là nếu mà kết quả đạt thì cũng có cái điểm một chỉ số dương tính thì mình nên được biết theo là định lượng đạt từ 21 giờ cái lượng đạt từ 21 giờ là dưới 150 mg/4 giờ để lên tầng bất thường. Rồi nguyên nhân nào tức điểm của thầy thấy như vậy em nguyên nhân như nào của thầy tức điểm đó đấy gì cái bài học vấn đề chỉ bệnh lý nào mà có vấn đề không này có này bệnh lý gì
sĩ điên còn là cái bệnh lý mà nó không có nghe cho dù là bệnh lý mà tôi nào đó những cái đau lòng cái này làm sao cái tim phụ là cái nước tiểu nó không đỏ nước tiểu rồi đó là người lý điên còn đắp hai cái tên phòng điên còn là thì cũng thấy như thế ăn có phòng em đó ha thì khi mình tưởng cái hàng cũng là đèn đèn tân lên mình đéo cho đèn hơn thì đang uống cái món sản tân và các bình thường á sau khi uống cho mình thấy xong á thì giờ sẽ nhìn cái tiểu cái đèn thì cũng bắt đầu uống đánh thân đó là cái hộp của con thần của mẹ uống cầm cái trường hợp cái lần này cũng không biết uống có cái hình tượng là một cầu biết là mẹ đó đó là chú ý có thể là lý của còn bây giờ nếu mà trong trường hợp chỉ cách nắm đường thì trong những cách nắm đường có một tính chất là cao nguyên cũng như tiểu và cái mức cao nguyên đó nó thường thường liên quan tới cái tổn thương đó là cao nguyên đang đặc biệt tổn thương một cái tổn thương cao nguyên cũng tiểu thì nó còn thể hiện được như vậy á thì cái lượng cao nguyên nó thấp nên là một cái gì đặc biệt hoặc cái cũng đặc biệt hơn thì người ta xét cái tổn thương cao nguyên cũng tiểu rồi. À, lý do mình nói hai cái xét nghiệm đảm hiệu bao nguyên thì đúng không? Thì khi mà mình thấy có dương tính rồi các chị để tổn thương trong 4 giờ thì chỉ có một cách là giữ được cái 4 giờ. Nhưng mà có một số trường hợp không giữ được cái 4 giờ người ta chỉ có được một tiếng, có việc là ví dụ số bệnh nhân tỉnh sàng lên ta không thể giữ được 1 tiếng, số bệnh nhân bé chạy cùng đầu không thể giữ được 1 tiếng được thì người ta lấy một tổn thương bất kỳ. Thì có những cái nghiên cứu nó cho thấy là cái tỷ lệ mà protein chia ra thì bằng cái tỷ lệ albumin chia ra thì nó phản ánh cái lượng là chất đạm trong máu nha. Đây lấy tỷ lệ albumin chia ra thì cùng đơn vị ví dụ gam 100 mg/100 mg biến cùng đơn vị đâu nhé chia tỷ lệ các cái đơn vị là mục tiêu thì cái tỷ lệ kết quả cái tỷ lệ đó chính là cái lượng chất đạm trong máu nha. Rồi, như vậy nhớ tóm tóm lại tâm trạng là bình thường có đạt được mục tiêu nhưng mà lượng nó thấp lắm, chỉ dùng thường không phát hiện được là chỉ là bớt thôi. Còn nếu mà muốn làm mà xác định chắc chắn thì làm đạt được 4 giờ hoặc là cumin 4 giờ, thấy chưa? Rồi, hemoglobin là một protein có các hiện tượng mà chỉ dùng không? Rồi. Bệnh nhân tiểu màu xa xỉ khi có hemoglobin, lấy hemoglobin là một protein các bạn lấy cái dấu cái gì globin, cái lượng globin mình có protein thì nó nhưng mà cái dấu không phát hiện được phải dùng những cái lượng đặc biệt đường tiểu bình thường đường không có đường tiểu hơn đường đã khô và giờ có đường đường tiểu thì ngang ngang hôn là đường trong máu nhiều quá. Đường trong máu nhiều quá là chúng ta ra nước tiểu là đường thận tái khô nổi. Cái khả năng thứ hai